Vâng, cách đây ít ngày trong chuyện tối nay chúng tôi đã có đề cập đến vấn đề vay tiền qua ứng dụng điện thoại. Đây là một thủ đoạn tín dụng đen mới và được biến tướng tinh vi với thủ tục rất dễ dàng, đơn giản, chỉ sau một cái nhấn nút. Nhưng để có thể trả được thì vô cùng khó khăn. Hôm nay ngày 17 tháng 9, Công an quận 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá một đường dây cho vay nặng lãi qua ứng dụng điện thoại do người nước ngoài cầm đầu. Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 14 tháng 9, anh Nguyễn Vương Bảo, nhân viên thu hồi nợ của công ty Star City, có mâu thuẫn với một số người Trung Quốc. Lo sợ bị đánh thì anh Bảo đã nhờ người thân báo công an. Công an quận 2 đã vào cuộc điều tra và nhận định công ty này có dấu hiệu cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, nên đưa 6 người Trung Quốc và 3 người Việt Nam về trụ sở để điều tra. Các nghi phạm khai nhận địa chỉ trên có 2 công ty đang hoạt động cho vay tín chấp do một người Việt Nam và một người Trung Quốc cầm đầu cùng 30 nhân viên làm việc. Sau khi tạo ứng dụng do người Trung Quốc sáng lập, các nhân viên thông qua mạng xã hội quảng cáo về hình thức cho vay tiền qua ứng dụng này trên điện thoại di động. Khách có nhu cầu vay phải cung cấp thông tin, số tài khoản ngân hàng, số điện thoại của người thân. Và công ty này sau đó sẽ thẩm định nếu đủ điều kiện sẽ giải ngân và chuyển tiền vào số tài khoản. Số tiền công ty này cho vay khoảng từ 1,2 đến 4 triệu đồng trong 6 ngày với mức lãi suất mỗi ngày là khoảng 4%. Theo cảnh sát thì với những người không chịu trả tiền thì băng nhóm này sẽ gọi điện đe dọa hoặc đăng những thông tin người nợ lên trang mạng xã hội để mà bêu xấu.